Thưa quý vị, với phương châm ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội, hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động chi hội. Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã xây dựng nhiều mô hình phù hợp với từng nhóm đối tượng như nữ doanh nhân, nữ trí thức, nữ công nhân, nữ tiểu thương, phụ nữ dân tộc, tôn giáo, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động hội ở cơ sở, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của hội viên. Các cấp hội phụ nữ đã tập trung phát huy các giá trị của gia đình cùng phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với thực hiện hiệu quả các đề án 404, đề án 938 của Chính phủ nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có gần 400 mô hình địa chỉ tin cậy trong công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực phụ nữ và trẻ em đang hoạt động tại các xã phường. Đây được xem là một trong những điểm tựa pháp lý giúp phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu những hậu quả đáng tiếc do bạo lực gây ra đối với phụ nữ và trẻ em. Cũng mong rằng Hội Phụ nữ các cấp sẽ tiếp tục hỗ trợ, giới thiệu và kết nối về mặt pháp lý và giúp cho chúng tôi có thể tiếp cận được những cái nguồn công nghệ, kỹ thuật tiên tiến nhất và kết nối với thị trường tiêu thụ, hỗ trợ về mặt truyền thông và cũng như là kết nối với các nguồn vốn vay để có thể tiếp tục phát triển về sản xuất và kinh doanh. Đặc biệt vừa qua, nhiều chuỗi chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đồng loạt được tổ chức tại tất cả các địa phương như Trung thu cho em, nâng bước đến trường hay đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Qua đó đã kết nối được các cấp hội từ thành phố đến cơ sở, cùng chung tay chủ động khai thác các nguồn lực, phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở biên cương, hải đảo. Qua cái chương trình này thì chúng tôi cũng mong muốn sẽ hỗ trợ một phần những khó khăn mà bà con và các cháu tại các xã miền núi tại biên cương để có thêm cải thiện thêm cuộc sống. Bằng nhiều cách làm mới mẻ và sáng tạo, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả chủ trương của Trung ương và địa phương về công tác phụ nữ, tạo sự bình đẳng và góp phần giúp phụ nữ ngày càng khẳng định, nâng cao vai trò vị thế của mình, có nhiều đóng góp vào sự ổn định và phát triển thành phố.